Tốt cơ ngàn độ. Thì hôm kia họ của chúng mình thì tao nói với ông Hạnh, tao nói hôm nay là của chúng mình riêng. Cái chuyện đó để anh lo, anh đứng làm cho. Thằng Dũng nó là nó sẽ đi truy, nó lấy danh sách anh em mình á. Nó sẽ đi đến từng người, nói ủng hộ một tiếng như vậy. Tao hiểu rồi. Nước ta góp được 3 triệu rồi, không có nhà mặt nè. Tao góp rồi. Chỉ còn cú liều sáng để đưa nè. Cú đưa rồi. Ở còn mày với thằng Dân thì đi công tác, bữa nay tối nay nó mới về với ông Công. Thì đó là anh em bây giờ sẽ làm rồi đấy. Thằng Dũng đang giữ, để tao giao cho Dũng. Bây giờ mà làm có cho luôn. Không có thì được khác. Ở đây thì không có, đây có mấy trăm mà. Nhưng mà thôi, cứ thôi, đưa triệu.